Dạ thưa anh, đây là toàn bộ cái sa bàn của dự án Maryland Hải Giang anh. Sáng nay em qua em quay cho anh xem. Ở bên phía bên này là thành phố Quy Nhơn. Còn đây là mô hình tổng thể của dự án bến du thuyền cầu cảng. Tổng hết đây 1.000 hecta. Đấy. Khu đa đầu tiên đang triển khai cho bên anh là khu cái giới thiệu với anh là khu Beach House Canadisit. Đấy, khu này hơn diện tích hơn 1.000 căn thì đợi giai đoạn đầu tiên đang diễn ra là cái khu Beach House này, rồi bên đường có khách sạn, cái một chỗ màu xanh xanh đây là quảng trường nhạc nước, rồi hai bên là đồi villa thung lũng. Đấy, chỗ đây là khu nhà ga cáp treo, đây khu là khu Family Interaction, công viên gia đình. Đấy, anh sẽ mua à. Và cô đây là cô Marriott Villa, khách sạn, trung tâm hội nghị, toàn bộ ở đây là mặt biển. Đây là cáp treo từ thành phố Quy Nhơn, này phố Quy Nhơn sẽ qua bên này, tổng chiều dài cáp treo lên đến 2,5 km. Đây là khu công viên thung lũng vui chơi giải trí thương mại sầm uất. Đây là thung lũng khách sạn, toàn bộ đều là biển bọc lại hết. Còn đây là những khách sạn và vịnh trực biển. Đây, về đây công viên nước, công viên ánh sáng, những dịch vụ tiện ích thương mại giải trí. Đây là lối vào và từ khu đô thị Nhân Hội, khu kinh tế Nhân Hội Parkway và đi thẳng vào dự án. Trước mắt dự án là cổng vào là khách sạn Thung Lũng, và bên trái mình là sân golf, sân quốc tế 18 hố. Đấy, chạy dài kéo thẳng vào dự án luôn. Đấy, sáng nay khách du lịch tham quan rất là đông. Toàn bộ sân golf này, biệt thự trên đồi này sẽ đổ vào cái khu beach house của mình, là anh muốn tham quan du lịch. Anh xem qua mô hình sao bàn tổng thể của nó đã được nắm bắt chi tiết của rõ hơn. Sân gót biệt thự đồi như một cái phú quốc thứ hai của miền Trung. Sân golf vừa đồi vừa view biển, toàn bộ khu này là biển hết. Đây là cái trục đường chính của Beach House Quảng Trường Nhạc Nước. Đây là những căn shop house.
với diện tích 1,618. Phía trước mình là biển. Đường này đi thẳng ra biển. Con đường này con đường ánh sáng. À, phía xe mình trên đồi đây là những cái khu biệt thự villa, công viên nước, thung lũng vui chơi giải trí thương mại. Ở hai bên đồi đây. Đường này đi thẳng ra quảng trường Nhật nước, của đường này là phố đi bộ. Đang thi công rất là bụi nên chủ đầu tư chưa cho vào nhiều. Và đây là cái mạch sau lưng của Big House thoáng, xây cách nhau không có đối dít nhau hết, nó chỉ chừa là mặt thoáng như thế này, 3-5 mét. Ở đây bàn giao xây thô sơn ngoài, và cái mặt tiếp đến đây là cái mặt bên phía các cái cầu sông mọc dự án lại. Mặt này là mặt tiền phía sau, cũng sát đường ra quảng trường Nhật nước. Đây, sông của nó. Sông đây trải dài và bọc dự án như một thành phố châu Âu thu nhỏ tại Quy Nhơn. Ở phía trước mình là sân golf, đầy đủ những tiện ích. Đây, cái kênh, các kênh mà em muốn giới thiệu với anh, đây là kênh 108m², kênh này là kênh tầm 14-16 tỷ. Đây là mặt tiền của nó. Trước mặt mình là quảng trường Nhật nước và khách sạn chính đó. Đây, đó, cái kênh đã được xây thô sơn ngòi bàn giao như thế này. Anh có thể, khách hàng có thể xem qua. Đây là hình ảnh thực tế. Có thể mình bỏ bàn vào đây, mình kinh doanh cà phê hoặc ăn uống dịch vụ này nọ đầy đủ. Trước mặt là sông. Sông này được có bể chứa và bể lọc. Và chiều chiều khách hàng sẽ đi thuyền hoặc túng cano trên này, đi hạ dọc sông dài xuống. Mặt này kinh doanh và đầu tư rất là tốt. Và bên kia là giai đoạn tiếp theo, những dãy beach house lớn.